Chị Lộc Thị Hiền từ Văn Quan ra Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Lạng Sơn để được tư vấn giúp đỡ tìm một công việc phù hợp. Trước đây, chị Hiền làm công nhân ở khu công nghiệp ngoại tỉnh. Tuy nhiên, công ty đã cắt giảm quy mô sản xuất và một số công nhân như chị phải nghỉ việc không có thu nhập. Thất nghiệp nhiều nên là mình đến Trung tâm Giới thiệu Việc làm để mong muốn tìm một công việc gì đấy để có ít thu nhập cho gia đình. Cũng đến đây 2-3 lần, cũng là mọi người ở đây cũng nhiệt tình tư vấn nhờ. Mình muốn tìm một công việc phù hợp với mình hơn. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn tăng cường tuyển dụng lao động mới. Hiện đã có 158 công ty kết nối với Trung tâm Dịch vụ Việc làm để tìm kiếm hơn 50.000 vị trí công việc, trong đó tập trung chủ yếu là công nhân lắp ráp linh kiện và sản xuất. Theo đánh giá, từ hết tháng 2 trở đi là thời điểm cơ bản kết thúc mùa lễ hội, nhu cầu tìm việc của người lao động sẽ tăng cao. Hưu từ tháng 12 nhưng mà đến ăn Tết xong rồi thì tôi cũng muốn tìm một cái việc làm cho phù hợp với bản thân tôi, bởi vì bản thân tôi tuổi cũng đã cao, muốn làm việc gần nhà, nhưng mà bây giờ cũng muốn lên để tìm việc làm. Mình rất mong là các cộng tác viên, các chị em ở đây giúp đỡ nhu cầu của tôi có việc làm một nơi gần nhất và thuận tiện nhất, gần nhà, gần gia đình ạ. Các doanh nghiệp thì trên cái đà mà phát triển trong cái năm mới thì họ cũng đã có xây dựng các cái kế hoạch bị lựa chọn các cái người lao động để thực hiện cái quy trình sản xuất của họ. Thế tuy nhiên thì đối với các thị trường lao động trong nước cũng như ngoài nước thì hiện nay chúng tôi là cũng nhận định đánh giá rằng là họ cũng đang rất khát cái nguồn nhân lực, và đặc biệt là cái nguồn nhân lực có cái chất lượng cao. Thị trường lao động khởi sắc kéo theo nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực ngành nghề cũng gia tăng. Nhiều doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng số lượng lao động lớn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là tín hiệu tích cực cho người lao động tìm được việc làm phù hợp với khả năng và có thu nhập ổn định sau những ảnh hưởng của việc giảm quy mô sản xuất và việc làm trong năm qua.